Xin chào cô chú và các anh chị đã đến với kênh Vườn Thuốc Nam Quý. Và trong video này thì tôi xin giới thiệu đến cô chú và các anh chị về cái cây thuốc. Nó có tên là cây vuốt sữa đất hoặc là cái cây cỏ sữa lá nhỏ nha. Ai có cần về cái cây này làm thuốc thì xin liên hệ với tôi qua số điện thoại Zalo tôi để trên màn hình. Đây là cây thuốc. Chị bệnh gì thì bây giờ là tất cả mọi người cũng đều biết là cái cây thuốc này chị bệnh gì ha, cái công dụng của nó. Mình không có nói nhiều qua trong cái video này. Thì mọi người tìm cây thuốc là tất nhiên biết là cây thuốc này nó sẽ trị về cái bệnh gì. Nếu ai cần thì liên hệ qua cái Zalo của tôi nha, và số điện thoại tôi để trên màn hình đó. Đến đây mình xin chia sẻ chi tiết về cái cây này cho mọi người xem nha. Đây, cái bụi nó nè, cây cỏ sữa lá nhỏ nó thì nó mọc như vậy nha cả nhà. Đó. Nó màu đỏ ha, nó có màu đỏ và cái loại màu xanh. Thì cái màu đỏ này á là cái loại thuốc nó có dược liệu cao hơn là màu xanh ha, nó tốt hơn màu xanh. Ở phía bên đây cũng vậy. Thì cây cỏ sữa lá nhỏ này của chú và các anh chị bước nó ra thì nó sẽ có cái mũ nè, mũ đục trắng nha. Ai có cần cái cây này về làm thuốc thì xin liên hệ qua Zalo của tôi. Tôi sẽ đi tìm cây thuốc này cho cô chú và các anh chị nha. Thì đến đây tôi xin phép được dừng video tại đây. Và hẹn gặp lại cô chú và các anh chị trong những lần video tiếp theo nha. Xin kính chào.